Chào con nha, nói thiệt bà con cái con máy kéo John Deere nè, máy cày nè 3036, thương hiệu cho một Hoa Kỳ sản xuất lắp ráp tại Ấn Độ nè, theo tiêu chuẩn châu Âu nè, đẹp nha bà con. John Deere là đời cứng nhất trong dòng máy cày nha, tao gãy đùi đâu mãi mãi không bao giờ gãy đùi, rất là chắc chắn bà con ơi, tiếng máy nổ rất đi máy luôn. Máy nổ rất yên rồi bà con. Yên. Em thử con 3036 này bà con. Tiếng nổ rất yên nha. Nổ rất liên mà con ơi. Tuyệt đối bà con xài là không nên gỡ dàn mui ra bà con. Dàn mui là nó bảo vệ an toàn cho mình nè, đỡ như có bị lúng mà lặt hay gì, dàn mui này cứu mình nè bà con. Cái dàn mui này lợi hại lắm, nó thể cộng nguyên cái máy cài mà có đỡ luôn cái máy cài lúc mình có ngã té rồi nè, cái này nó đỡ luôn bà con. Rất là an toàn bà con, tuyệt đối đừng gỡ dàn mui này bà con. Gỡ cái qua cầu qua cống rồi kẹt rồi gỡ lên gắn lên hoàng rồi con. Bà con muốn an toàn bắt buộc cái này nè, theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ là an toàn đặt lên hàng đầu, nên bà con đừng tuyệt đối đừng nên gỡ cái dòng mui này ra, lỡ như có lặt máy cài hay là có lúng máy cài cái này nó lặt ngang nó cũng không có đè mình nữa. Đa số bà con về gỡ này gỡ cái đuôi này ra mui này ra rất là nguy hiểm bà con ơi, tuy nó tiện thiệt nhưng rất là nguy hiểm. Bà con chịu khó qua cầu qua cống mà có bị cao quá thì con gỡ xuống, nó có chế độ mà gỡ cho bà con nè, nằm xuống chứ tuyệt đối bà con đừng gỡ cái dàn mui này ra. Dàn mui bảo vệ tính mạng nè, sống chết là do mui nè bà con, khi nó ngã ngang nó cũng không đè mình nữa. Tao đã thiết kế an toàn đặt lên hàng đầu rồi bà con, giờ đừng tuyệt đối đừng gỡ ra nha. Cái dòng này là nó lo cho bảo vệ an toàn bà con trước hết, đồ đặt rất là cứng, mui này phải cậu nguyên dàn cài lên luôn, máy cài máy xới luôn. Ta 036 giờ nó 50 cái máy để rất im máy bà con. Rồi này có turbo tăng áp nha, thì bà con mua dòng máy này thì tới hết tháng 4 này bà con sẽ được tặng 2 thùng nhớt, một thùng nhớt máy và một thùng nhớt thủy lực, một thùng 19 lít của Mỹ rồi con, sản xuất lắp ráp tại Mỹ luôn, và tặng được 12 cái lượt nhớt luôn, 12 cái lượt lượt nhớt, lượt dầu, lượt khô luôn, tặng 12 tặng được 12 món chính, tặng được 12 món bà con. Khi hết tháng 4 này bà con tặng được 12 món khi mua máy cày, tất cả dòng máy cày tặng nha, hai thùng nhớt 19 lít là thùng 20 lít đó, là được tặng 40 lít nhớt, 20 lít thì lượt, 2 lít nhớt máy, thì lượt là nhớt đổ đây bà con, hai nhớt thì lượt, còn nhớt máy là chấm ở đây. Là bà con được tặng một thùng nhớt máy 20 lít, một thùng nhớt thủy lực 20 lít là 40 lít, được tặng mười mấy cái lượt nhớt luôn, lượt nhớt, lượt dầu, lượt khô được có tặng hết. Rất yên bà con ơi. Cái dòng John Deere này dòng cứng nhất trên thị trường hiện nay nha bà con. Đùi là mãi mãi không bao giờ gãy luôn. Tuyệt đối cái dòng này mãi mãi không bao giờ gãy đùi. Rất là cứng bà con ơi. Đùi cái dòng này rất là cứng. Đây cái vỏ đùi với cái khúc đùi nó ôm sát luôn con, hầu như không có khe hở luôn á. Nên cái dòng này bao giờ không bao giờ bán được đùi, tại nó không bao giờ gãy đùi. Đặc biệt cái dòng này bà con chở con nào cũng không bao giờ gãy đùi. Nên nó rất là nặng. Nặng là phải chịu tại vì dòng cứng. Thương hiệu của châu Âu là đặt phải cứng. Là rất là bền rồi con ơi. Trong tháng 4 này, hết tháng 4 này con được tặng hết. Mua được tặng 2 thùng nhớt, mười mấy đồ lượt nhớt, mười mấy món đó bà con. Và có chương trình hỗ trợ bà con trả sẵn luôn, trả sau luôn, không tiền vẫn có máy đem về xài luôn. Đây là những tiến bộ mới nhất của trong ngành công nghệ sản xuất máy móc bà con, hiện đại quá trong nông nghiệp đi, là máy mới nó khỏe bà con ơi, về cứ yên tâm, sáng chạy về chiều về ngủ thôi, khỏi sợ hư dọc đường, nó hư 20 chặt có công ty tao lo rồi, có ben thủy lực luôn, rất là nhẹ lái bà con.
bà con yên tâm, mà chảy hư 20 chặt thì có nhà sức lo bảo hành cho bà con 1.000 giờ đó, rất im mà con ơi, máy đề rất là nhẹ nhàng luôn. Số nhẹ nhàng rồi con, không đánh khó luôn. Lái rất yên. Tay lái rất là nhẹ nhàng mà con ơi.